sao Việt bức xúc vì bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo thuốc trị hói, trị ngáy ngủ. Ca sĩ Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng hay Lan Khuê từng lên tiếng tố cáo người sử dụng hình ảnh và danh tiếng của bản thân để trục lợi. Đầu tiên là việc Đàm Vĩnh Hưng bị photoshop ảnh quảng cáo. Đàm Vĩnh Hưng mới đây bức xúc khi hay biết việc hình ảnh cá nhân bị một cơ sở kinh doanh photoshop nhằm quảng cáo cho thuốc trị hói. Không chỉ có giọng ca giới hạn nào cho chúng ta, mà nhiều sao Việt khác như Lương Mạnh Hải, dàn sao phim Người Phán Xử cũng bị lợi dụng cho hình thức quảng cáo online này. Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố yêu cầu chủ nhân của trang Facebook vô duyên này phải tháo gỡ hình ảnh phản cảm về Đàm Vĩnh Hưng ngay lập tức. Sẽ không có lợi cho công việc của bạn đâu, tôi nói ngắn gọn thế thôi, cho bạn một cơ hội trước khi các chiến binh của Đàm Vĩnh Hưng ập tới. Nhiều người cũng bức xúc thay cho ông Hoàng Nhạc Việt lên tiếng đòi tẩy chay nhãn hàng trên vì cách làm ăn kiểu lợi dụng. Tiếp theo là việc Lan Khuê bị công ty đa cấp lợi dụng hình ảnh. Hình ảnh của Lan Khuê từng bị một công ty đa cấp lợi dụng để chiêu dụ khách hàng. Chân dài cho biết công ty này đã dùng hình ảnh của cô tại các sự kiện thời trang rồi đăng tải nhằm tạo lòng tin. Lan Khuê bức xúc cho biết như thế là lừa đảo. Lan Khuê biết địa điểm mà công ty này tọa lạc ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Khuê xin đính chính, Khuê không làm đại sứ cho công ty đó và Khuê không chịu trách nhiệm. Các bạn đừng để công ty đa cấp lừa nhé. Phía người mẫu cho biết quyết định lên tiếng vì không muốn các bạn trẻ vì nhẹ dạ cả tin mà dính bẫy công ty đa cấp này. Không chỉ Lan Khuê mà hình ảnh Hồ Ngọc Hà, Phạm Hương cũng bị công ty đa cấp lợi dụng để quảng cáo. Một vụ việc nữa là diva Mỹ Linh bị website mạo danh quảng cáo. Nữ ca sĩ từng bức xúc về một website mạo danh vợ chồng cô, Mỹ Linh và anh Quân để quảng cáo thuốc chống ngáy ngủ. Lời giao không những sử dụng hình ảnh vợ chồng cô mà còn bịa đặt nội dung làm ảnh hưởng tới danh dự của gia đình nữ diva. Nhạc sĩ anh Quân sau đó tìm được nguồn gốc bài quảng cáo và nhờ cơ quan pháp luật can thiệp để xử lý. Ca sĩ Mỹ Linh cũng nhờ cậy bạn bè giới thiệu văn phòng luật sư để xử lý vụ việc. Đan Lê cũng từng bị công ty chăm sóc sắc đẹp sử dụng hình ảnh chùa. Quá nhiều lần bị công ty này sử dụng hình ảnh mà không xin phép nên Đan Lê tìm đến pháp luật để giải quyết. Nữ diễn viên cho biết việc khiếu nại vì muốn được luật pháp bảo vệ theo quy định. Sau đó thì thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ký quyết định xử phạt công ty chăm sóc sắc đẹp này trụ sở tại Hà Nội 50 triệu đồng vì sử dụng hình ảnh mà không nhận được sự đồng ý của người khác. Phương Vi bị Trung tâm Anh ngữ Thái Lan lợi dụng hình ảnh là vụ việc tiếp theo. Tháng 2 năm 2017, Phương Vi Idol bức xúc chia sẻ dòng trạng thái bị một trung tâm Anh ngữ ở Thái Lan lợi dụng hình ảnh của vợ chồng cô để quảng cáo. Vì sự việc diễn ra thường xuyên, mức độ ngày càng nghiêm trọng nên nữ ca sĩ buộc phải lên tiếng để bảo vệ mình. Không lẽ trường của Thái mà cũng làm ăn sống nhăn vậy sao? Sử dụng hình ảnh không xin phép ngon ơ, sai một lần trước mình đã không làm lớn chuyện, giờ lại thêm một lần nữa, bây giờ tính sao? Phương Vi thăm dò cách xử lý từ nhiều người như vậy. Nữ ca sĩ sau đó cho biết đại diện của trung tâm Anh ngữ trên đã liên hệ với vợ chồng Phương Vi để xin lỗi và mong cô gỡ bỏ status. Giọng ca lúc mới yêu bỏ qua mọi chuyện vì không muốn làm lớn chuyện. Ngoài những trường hợp kể trên, nhiều sao Việt như Hoa hậu Thu Thảo, Diễm Hương, Diễm My 9X, Ngọc Trinh, Angela Phương Trinh cũng nhiều lần bị lợi dụng hình ảnh để phục vụ cho mục đích thương mại.